Cả lọc không khí chứ. Lọc không khí luôn à? Đúng không? Lọc đấy. Lọc lại lọc thô rồi đúng không? Lọc thô, thô của nó. Thô thôi đúng không? Chứ không phải lọc ở hòa thính. Sẽ công full công nghệ là gì? Ionizer này. Ionizer này, UV này, sao lại hai công nghệ kết hợp à? Hai công nghệ quay đắt mà, coi mua chung, mua chung bảy bảy như vừa đặt chung bảy tầm 8 triệu ấy. Mấy con này giảm 50% hay 70% thì cái giá của này nó là 17 triệu. Cái máy hút ẩm này không biết là nó phát ra cái hơi nóng luôn không? Đúng rồi, nó tích hợp cả giảm nóng giảm lạnh trong này máy. Nhưng mà nó lại phát ra hơi nóng. Đấy. Đúng rồi. Nóng bỏ mẹ rồi. Mà lên nóng lắm. Hiểu không? Con này hút ẩm, chống ẩm nó sẽ có hệ thống tạo ion. Là loại bỏ vi khuẩn và tự động làm sạch. Nghĩa là nó có thể tự động làm sạch bản thân nó. Tự động làm sạch nó. Còn con hình như option con này chưa có lọc không khí rồi, để xem hút ẩm thằng LG có lọc không khí không. Có option thế. Thằng Samsung ấy là bây giờ nó bán cả cái tấm năng lượng mặt trời đấy bên cậu nhập về đi. Chưa nhỉ. Đấy nó có chuyên thôi. Nó bắt đầu sản xuất không? Nó bắt đầu sản xuất rồi. Mở nhà máy ở Việt Nam rồi. Nó chuyên rồi nhỉ? Úi giời, nó vừa mới thành lập công ty rồi. Để tí nữa anh gửi cái thông tin cho. Nặng hết. Con này là 13 triệu. Phòng 42 m². Đấy, con này gần nếu mà bán trên bày thì bảo cho. Không, anh thấy đúng là hàng LG chất thật. Nhỉ. Chất đúng không? LG chất, có đắt. Có đắt nhưng mà nó tiền là của đấy. Thằng LG làm giá trị thực nó ok hết. Quá chất luôn. Giáo dụng gia đình nhưng làm ngon. Thế còn cái gì hay không?